Vào ngày 7 tháng 10 năm 2019, hai người đàn ông đã đi vào một ngân hàng ở thành phố City Nguyên, tiểu bang Oklahoma, Mỹ. Chúng đã cầm súng và yêu cầu ngân hàng đưa cho chúng số tiền trong ngân hàng. Nhưng lúc này, thay vì sử dụng các loại khẩu trang thông thường, hai tên cướp đã sử dụng bịch giấy vệ sinh để che khuôn mặt của mình. Sau khi nhận được số tiền cần thiết, hai tên tội phạm đã rời khỏi hiện trường và chạy trốn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cảnh sát đã bắt giữ hai tên này và thu giữ số tiền cướp được. Không chỉ gây xôn xao trên mạng xã hội vì cách che khuôn mặt lạ lùng của hai tên tội phạm, vụ cướp này còn được coi là một trong những tội ác hài hước nhất trong lịch sử của Oklahoma.